Gái chờ cho hôm nay con thi đậu bằng lái xe. Chứ giờ 8 lần thi rớt rồi. Hôm nay con nhất quyết con phải đậu để mua xe. Liệu lần này phải thi đậu lên Tới nghe. má con gái rồi rồi đó. Con mà đậu là cúng con già đó. Má cứ yên tâm, lần này con nhất quyết con phải đậu, quyết tâm phải đậu mà lái xe. Chị Liệu Liệu cố cố lên, lên Liệu ơi, con chạy nha, đậu đậu nha Liệu. Dạ về em mừng mình nha. xin chào con đó. Lần này mình lần thứ 9 rồi nên Thứ chín là là phải mình phải đậu cố lên. Không, lần thi lần thứ 9 thôi, cái 8 lần thi rớt thôi. Thì lần này chị đậu lần nữa là sau rồi đó. lần thứ chín là đậu con số Đúng, chín đẹp dữ đúng lắm rồi. rồi đó Má cứ yên tâm đi, hồi hôm con nằm ha, con dạch sách ra hết, con hết tất cả các lực luôn, con đọc hết trơn luôn trong đầu con rồi. Lần này thi lần lái xe phải đậu. Cố lên, lên, cố lên, cố cố lên, lên, cố lên, lên nha, cố cố lên, lên. Cố lên. Mấy lần trước là đại hội hồi họp có trả lời lý thuyết quá Còn đậu. bây giờ là con rớt chứ 8 lần là con hết hồi họp rồi Hết ha. rồi, quen 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 rồi, rồi, quen rồi. lần Thi này riết con mà sẽ đậu. thi riết mà ông thầy giáo dạy bằng lái xe con là ông còn sợ con đó mà. Thôi ông đi nha má. À đi đi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chị hai, chị hai, chị hai, cố lên nha con, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, đây cho chị đậu, cố lên, nhớ đậu cái chị, nhớ đậu. Mày yên tâm, lần này chị thi đậu lái xe, bây giờ chị mua xe liền. Làm vậy phải lấy cái bằng lái xe về cho bà con dùng họ hàng xóm mình, tin mình. Chị hỏi cho mấy con bạn, chị sẽ cho mấy con bạn thân của chị biết rằng chị có thể làm được, để nó cười chị không bằng lái xe. Đúng, làm được. Hai ba, cố lên. Hai ba, cố lên. Hai ba, cố lên. Cố lên như vậy. Hai ba, cố lên. Em tin vào chị. Cố lên, cố lên nha con. Ôi là lâu lắc chị. Lâu gì tao còn chở con tao đi học nữa chị. Thì cái đi mình đi đi thì 8 lần trước tao chở mày đi mà mày rớt hoài tao nhục gần chết luôn. Hey. Hình như là mày chở tao nó bị xui thì phải á. Không phải má ơi, sao tao chở con tao học đây thi thi đại học nó đậu dù luôn. Rồi tao chở con của mẹ sáu đi thi bằng lái cũng đậu luôn rồi đó. Mà tự nhiên tao chở mày sao 8 lần rồi cũng rớt. Bữa nay phải đậu nha. Yên tâm đi, tao biết biết rồi. Tao hồi đi hôm nào học kỹ lắm trời. Bữa nay mà mày không đậu một cái nữa tao nói thiệt với mày là lần thứ 10 tao cũng không chở mày đi đâu. Ôi tao học kỹ rồi. Mày hay mày cỡ này mà cổ vũ của tao được rồi. Gì? Ở lại nữa hả? Ừ. Ở lại ngồi cổ vũ đó hả trời? Ừ. Ui mày biết bào dữ lắm rồi đó, rồi không biết tối nay mày cho tao ăn cái gì ạ. Nãy giờ con đi đậu mấy vụ. Ủa lần nào em đi thi hết nha? Lần thứ 8 đi thi đi chị, ở lần thứ 9 đi thi đi chị. Đất thân đụng ơi, cái gì mà giữ thằng ôn vậy bà? Biết sao không? 9 lần trước em hồi, 8 lần trước em hồi hộp quá. Ừ. Em không có để em lý thuyết em rớt hoài hà. Mày lần này em tự tin rồi. Em hồi tối em học dữ lắm, học đi 2-3 giờ sáng luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy là có kinh nghiệm rồi ha. Thôi có gì đâu, thoải mái đi, có gì đâu luôn. Kìa, đè lên này kìa, đè lên này kìa, đè lên này kìa. Làm gì em thở gì vậy? Em hồi hộp chị, em run. Có gì đâu hồi hộp, bình thường thôi. Em mà xỉu chị ơi. Trời, có gì đâu mà xỉu, chúng mình bình thường thôi, giống như ở nhà đi. Cái câu đó phải chọn gì đó hả? Ừ. Dạ, dạ 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 dạ. Không, cái câu đó sai rồi. Cái câu đó chị phải chọn câu A mới đúng. Ủa câu A hả? Ừ. Ủa chị nhớ tất cả đều đúng mà. Câu A. Câu D. Sai rồi, câu A mới đúng kinh điển. Má ơi, câu D là tất cả đều xe đều đúng mà ngộ quá à. Má em mày cứ tự của người ta. Nhưng mà xe này phải ưu tiên cho người ta đi. Ủa mắc gì trời, câu D này là xe này ưu tiên, người ta trong sổ sách người ta dạy vậy nè. Ờ chị kinh nghiệm rất nhiều kinh nè. Kinh nghiệm gì mà kinh nghiệm? Câu đi. Tập trung vô thi nè. Rớt nhiều lần rồi cũng có kinh nghiệm đi chỉ người ta nữa hả? Anh thấy em là anh mệt rồi đó, anh quải em rồi đó. Em tập trung vô thi lần này cho đậu giùm anh cái đi. Yên tâm lần này em tự tin với bản thân mình. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Em 8 lần trước em không nhớ hả? Anh hy vọng lần này là không có rớt nữa nha. Chứ mỗi lần anh gặp em anh mệt mỗi gian quá. Lần nào vô cũng cãi hết trơn á. Cuối cùng
hết chưa, hết chưa? Chưa, còn hai câu nữa. Má ui, mỗi câu hỏi mỗi khác, má nhìn cái gì vậy? Ủa chị hả? Mỗi người một đề khác nhau hả? Đúng rồi chị ơi. Xong rồi chị ơi, xong rồi chị ơi. Em nhắc nha, em nhắc vô, ok nha. Mày muốn ghé ta còn hai câu nữa, từ. Em nhắc nha, mấy anh nhắc nha. Mày sống mày nhắc đi, mày làm gì vậy? Em sợ là em nhắc lỡ nó ngớt nữa rồi sao? Thì kiểm tra lại đi rồi nhắc. Em nhắc cho chị, nhắc nha. Em nhắc nha. Yeah! Chị ơi, chung quá chị ơi! Sao chị làm ngớt em đầu quá chị ơi? Để con kế bên ta thi em ơi, em bé ơi. Anh ơi, còn bao nhiêu phút nữa hết giờ vậy? Em mừng quá. 5 phút nữa hơn. Còn 2 em ơi. Hên xui mai gửi, hên xui mai gửi, hên xui mai gửi. A luôn. Cái câu này... Tạo ơi kìa. Trời lát nào nó đụng ơi, hên quá. Thôi có 4 câu rồi má. Trời ơi, hên vừa đủ điểm luôn. Có cái câu em trả lời sao kỳ vậy? Đứa con nít 5 tuổi tôi biết nó xem trả lời kỳ đó. Câu trả lời sao anh? Ủa mà đèn đỏ mà sao em bấm kỳ vậy? Em đâu biết đâu, đèn đỏ là mình phải dừng lại hả? Đúng rồi, đèn đỏ là mình phải dừng lại, đèn xanh mình mới chạy. Không biết là ở dưới quê không có đèn đỏ này đó. Để đó khách nặng hay đụng máy trong ruộng mà làm gì có đèn không rồi đâu. Má ơi, hèn gì má gớt, 7-8 lần là phải rồi đó má. Anh ơi, bà anh xong rồi anh ạ. Em đậu không anh, em đậu không? Lần sau kinh rút kinh nghiệm lại nha. Đèn đỏ là mình dừng nha, đèn xanh mới được chạy. Rồi, em cảm ơn anh. Anh hút câu là được rồi. Anh ơi, kiểm tra giùm em nữa. Anh kia cảm ơn anh. Tôi đậu rồi, tôi đậu rồi. Em cũng đậu rồi. Rồi 8 lần rồi đó. Vậy hả? Trời ơi, thôi, chứ lần đầu tiên thi đậu luôn. Ủa sao em trả lời câu kỳ vậy? Cảm gì kỳ? Cảm gì kỳ? Câu nào? Đèn đỏ xe máy không được quẹo phải mà tại sao em vẫn trả lời quẹo phải? Quỷ Hà Đá mà chỉ em nè. Hồi nãy nó chỉ em á. Chừng nào mà đèn đỏ mà mình có cái biển báo xe máy được rẽ phải mình mới được rẽ phải, còn không có biển báo là không được rẽ phải. Rẽ phải là mình sai lực nha. Thấy chưa má? Người ta học trong sổ sách gì đó mà má chỉ không như đúng rồi, hèn gì má gớt hoài là phải rồi. Bình thường tới đèn đỏ là hẻm nhà tôi với chơi đi nhà trọ tôi với Sài Gòn á. Má này không biết mà chỉ như đúng rồi vậy hơn tôi đành đậu đó. Tôi mà chặt một câu nữa là bà tàn canh với tôi rồi. Rồi em đậu em chúc mừng em nha. Dạ. Số lên em ơi. Lên thằng cho em ơi. Số 4 bắt đầu. Số lên sao cũng làm được mà cứ chạy kìa má ơi. Đúng rồi. Mời xe số 4 bắt đầu. Đó đó đúng rồi đúng rồi. Chắc quay vô chị ơi. Xe số 4 chạm vạch lần thứ nhất. Xe số 4 bánh ngăn ra khỏi ngoài. Xe số 4 chạm chăng. Thì số 4 chạy nhanh lên em ơi, còn 3 người sao? Rồi, chạy nhanh nè. Dạ, cầu, thiên đụng ơi. Xin mời xe số 4 ra khỏi ngoài vòng, xin mời xe số 4 ra khỏi vòng. Rồi, má ơi, nó chạy vô nhà sao vậy? Cái xe nó cứ ngắt, em chạy không được ấy nè. Xe số 4 đã bị lỗi. Rồi sao, gớt nữa rồi. Gớt nữa rồi. Để nửa tháng nữa đi chị ơi. Nửa tháng nữa đi. Má này làm gì rung dữ trời. Chạy không có được, rung má ơi. Cái gì đâu rung. Cái xe nó cứng ngắt. Bây giờ thi lại nữa chứ sao nữa, một tháng nữa mới thi lại nữa. Về má ơi. Đi, lần này làm thứ 9 được không? Thứ 9 rồi. Lần sau nữa là chục lần cho tiện. Ôi thiệt tình. Phải rồi, bà lái bà không tự tin. Bà chị kìa. Xin mời xe số 3 bắt đầu. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi.
chung. Trời ơi, đậu. Đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đâu được cây rồi, đâu được cây rồi. Ủa sao vậy? Rớt rồi, rớt rồi. Đây, chị hai rớt rồi. Đây, chị hai rớt. Rớt rồi. Bà rớt rồi. Làng thứ 9. Làng thứ 9 cũng không đậu. Làng thứ 10 đậu. Chắc ăn, làng 10 chị ơi. Thôi thôi, gán nửa tháng nữa đi. Ôi là trời. Thì làng không có mua xe hả? Trời ơi, tưởng mua xe mới để chạy đồ. Làng chồng muốn chết. Tao tính bắt con gà. Trời ơi, là trời Vĩ Long có xe hả? Ừ. Ơi.